cho các bạn. Như đã hứa thì anh Phi sẽ tranh thủ để làm một cái clip để trả cho các bạn vào một cái dịp trước anh Phi có gỡ cái đèn tinh thể này ra để thay pin. Nhưng mà trong thời gian vừa qua anh Phi bận quá. Khi nãy thì anh Phi có test một cái con 676103R để giao hàng cho nhà xe Hải Dương. Thì sau khi test xong gửi hàng đi thì anh Lĩnh có nhắn với anh Phi là ngày hôm qua có cái đèn giống như vậy. Tại anh Lĩnh có xem qua cái clip anh Phi up ở trên Zalo. Thì anh Lĩnh có báo với anh Phi là có một cái đèn hôm qua khách gửi để thay pin giùm. Đây các bạn ha, một cái đèn tinh thể của dòng Lazintin 5 nha. Ráp vào Lazintin 6 cũng được, chỉ cần nó có những cái dòng tương ứng là chúng ta có ráp vô được nha các bạn nhé. Đây là một cái đèn tinh thể màu cam nha, màu cam. Nó rất là nhiều màu các bạn, nó có màu lá là màu dương nè, màu cam nè, màu tím nè. Nhưng mà thường á khi hàng về nó dễ bị hết pin ở chỗ này lắm, cho nên là anh Phi rất là ít khi và cũng chẳng muốn, mong muốn là sẽ lấy cái hàng này về để cung cấp cho các bạn, bởi vì khi hết pin đó các bạn, thay pin nó rất là cực và nó rất là tốn kém chi phí nha. Bây giờ thì anh Phi sẽ thay pin cho nó để các bạn nha. Trước khi thay pin cho nó thì anh Phi phải chạy qua cái tiệm sắt đối diện để anh Phi cắt cái cây vít của mình thành nó nhọn và nó mỏng như thế này để anh Phi nại. Thì ở trên này nó sẽ có ba cái chấu, các bạn có thể quan sát được 1, 2, 3. Và khi nại ba cái chấu này ra có thể nó sẽ bị bứt ba cái chấu nha các bạn nhé. Cho nên khi gắn trở lại thì thông thường các bạn sẽ dùng cái keo 502 để các bạn chích lên cái đầu chấu này nè, để các bạn dán vào và nó dính lại thôi, không có vấn đề gì hết. Sau này chơi thì khi nào cần thì các bạn nại trở ra thì cái keo đó nó sẽ bung ngược trở ra thôi nhé. Nó cũng dễ dàng nè, không có gì đâu các bạn. Nhưng mà trước hết thì các bạn phải có cái con vít này để các bạn chọt vào những cái khe như thế này nè. Các bạn chọt vào những cái khe như thế này để các bạn nại lên. Đó, ha, anh Phi đang nại đây các bạn. Đó, thấy không? Anh Phi nại ra. Nó cũng dễ dàng ra thôi, nhưng mà các bạn phải có các con vít này để các bạn nại ra. Và khi mà các bạn nại ra rồi thì các bạn lại phải quan sát ở phía bên trong nó có cái gì nha. Nó không có đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Các bạn chỉ cần làm mất một cái linh kiện thôi là không ráp lại được. Đây, anh Phi nại cái nắp nó ra rồi đây nha. Rồi, ở phía trên này thì nó có, ở bên này là một cái, đây anh Phi sẽ chỉ cho các bạn. Cái này là cái bộ quay ha, quay quán tính thì nó sẽ bắt pin để nó sáng đèn. Còn ở đây là cái đối trọng của nó ha, cái viên này có thể lấy ra được nha các bạn. Cái này là một cái cây cục sắt thôi ha, một cục kim loại thôi. Nó giống giống như trên cái tay đối trọng của máy bay điều khiển từ xa ha. Và ở đây là cái nút, các bạn quan sát cái chiều quay lên quay xuống của cái nút nha. Cái G là nó quay lên nha, khi các bạn úp lên. Nhưng mà so với cái đèn này nó quay xuống. Nè, cái cục sắt này nó rớt ra rồi nè các bạn thấy không. Nên anh Phi lấy ra luôn nha, chứ để hồi nó lằn lằn mất à. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái viên pin này ra, chúng ta sẽ phân tích một chút xíu. Cái viên pin này khi xưa thì anh Phi cũng có tháo ra và cũng báo cái mã pin cho các bạn rồi. Nó là CR1220. Viên pin này là 3V chứ không phải 1.5V như những cái viên này. Những viên này là 1.5V nha các bạn nhé. Những viên như thế này là 1.5V. Những viên như thế này là 1.5V, nó rẻ hơn và nó thông dụng hơn, nó phổ thông hơn. Còn những cái viên này thì thông thường thì các bạn sẽ mua ở những cái tiệm, gọi là cái tiệm gì? Tiệm đồ bán gọi là gì ta? Những cái tiệm chụp hình đó các bạn, họ sẽ bán những cái viên pin như thế này. Nhưng mà thường pin họ sẽ bán rất là xịn nha các bạn nhé. Họ bán pin xịn. Pin thường á, khi anh Phi mua trên Shopee á, thì khoảng 10.000 một viên thôi, 10.000 cho viên này. Nhưng mà sáng nay anh Phi có hứa với khách là trong trưa nay phải thay xong, cho nên anh Phi có chạy ra tiệm gọi là cái gì? Tiệm bán đồ, tiệm chụp hình. Nên anh Phi mua một cái viên pin CR1220 lithium 3V nhé. Đây, lithium cell 3V nè các bạn, CR1220. Nó có cái mã pin và anh Phi mua đúng cái mã pin này. Vâng, anh trên cái clip này thì anh Phi đố các bạn cái viên pin này bao nhiêu tiền nha. Cái viên pin này bao nhiêu tiền, anh xem rồi các bạn đoán đúng không. Pin này là pin của Panasonic chính hãng luôn nha các bạn nhé. Hàng này có xuất xứ từ Thái Lan. Đây là các bạn ha, à, chữ Thái nhưng mà 48. Các bạn truy ở trên Google các bạn sẽ biết cái này xuất xứ từ đâu. Là 48 49848 ha. Các bạn truy cái mã barcode này, các bạn truy cái mã vạch này, Made in Indo các bạn. Xin lỗi, có chữ nè, nãy giờ đi coi mình lâm. Made in Indonesia nè. Cái thời gian của nó sản xuất từ năm 2009 và cái thời hạn hết hạn của nó là năm 2024. Cái viên pin này nó còn 2 năm nhé. Viên pin này nó còn 2 năm và bây giờ thì anh Phi sẽ lấy nó ra để thay cái này vào. Và khi thay vào thì chắc chắn là nó sẽ sáng đèn thôi ha. Các bạn đẩy cái này vào nè, các bạn ém cái này ha, các bạn lắc như thế này các bạn sẽ thấy đèn nó sáng lên.
anh Phi thì thấy đèn nó sáng rồi đó, nhưng mà qua đó nó sáng lên, các bạn thấy không, qua cái máy quay thì anh Phi không biết nó như thế nào. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ lắp nó lại nhé. Khi lắp nó lại thì các bạn sẽ phải để cái nút này lên đối diện với cái cục trắng này nha. Đấy, thấy không? Rồi, các bạn cần một cái bình keo 502 nha. Nhưng mà với một cái râu vạch tuột nó dài dài chút xíu để các bạn chích lên trên này cho nó gọn gàng, nó không có bị chảy keo ra ngoài. Tại vì khi nó bị chảy keo ra ngoài nó sẽ làm bị cứng thế này nha. Nó bị cứng thế này, nó không có nhảy cái này nha. Rồi, tới đây thì anh Phi chỉ cần lắp lại nữa là xong ha. À, tới đây thì anh Phi đã hoàn thành cái phần gọi là cái clip trả clip mà thay pin cho cái đèn sinh thể và cái viên pin này. Các bạn đoán thử xem anh Phi mua bao nhiêu tiền ở tiệm máy chụp hình, tiệm rửa hình. Và viên pin này là viên pin Panasonic, hàng xịn nha các bạn nhé, không phải hàng phay đâu. À, hàng này là hàng xịn luôn á. Viên pin này mà đem đi so với cái đèn này thì tiền mua hai cái bộ này mới bằng viên pin này nha các bạn nhé. Rồi bây giờ thì hai bộ là bốn đèn á mới bằng với tiền cái viên pin, nhưng mà lỡ hứa với khách là phải sửa cho xong cho khách trong buổi sáng ngày hôm nay, cho nên anh Phi sẽ phải làm như thế này nha các bạn nhé. Rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn.